linh đã gió anh đưa em họ xin hỏi một câu nữa rồi em nữa bố lại tỏ tương cho em cũ ngày buồn hay lì nhà đô nữa chém lào buồn ướt lang nữa vì lần nhà bữa bồn đỏ ngang chú chị à rồn à ơi cái à ni hoi à chuối hoi à trên à đường họ à bù cho biết lắm à năm có phải à chăng ơi chăng thế hồn à ơi đã bố lại vậy à rồi mắng ro đứa nhữ đôi quay trường với buồn mà ơi trên là ni bố mẹ trình ngã ra chầu à trôi uốn chiều bơ ngày đã lộ ra hay ngã hơi ruột nhà chim đã cho hôn bộ vậy à ơi trường đường mà em dọc nhận là tương anh nhà tin là buồn à ơi bữa ngày à bố khổ rình à ơi xin à un chính là bù nhớ thì ở chị ra hay à anh ơi thì cảm là ơn đã trên đẹp là ủn là chim nhớ mang qua mang mình chị là ni kết là chung là cô mẹ này trên là ni vừa sầu rạnh à ơi à ủn à măng đâu à đa đâu à đời à mua chờ thân ra hay à anh ơi trên là ni đã vừa đẹp nhớ lặng à ớt loan nữ nòi nhà nhớ lặng mọc nọ con như lũ vui hồn à ơi thế à la câu buồn sang à rơi chuyện à sang câu à nửa rơi câu à rằm có phải à chăng chăng nghèo ai nhà hôm nỡ hỏi là em phải à ơ lời thương nhuộng lại cho nàng ngày thảm với hồn à hơi anh à thương ơi an rằm má câu anh à nhuộng lại một màu ơi thăm mà chữ anh à hơi thế hồn à hơi hỏi lại vậy à ơi nhớ đồ bà em họ yên bụ thôi cho em với hồn à hơi hồn à tham ở đông khả huy lỡ làng ơ mời ngồi sao cầu niệm nỡ khói buồn mà nhà nhà mình nhớ bài hình chăng anh buồn nàng nhân cho cung giàu thôi cầu à ni hỏi chính thực về lời
得的啊哎好紧啊不紧啊哦浪的哎呀哪来紧啊出个浪哦满啊如哪哎得啊啦嗯啊浪哎呀đưa un vang à kí đi à chờ về làng đã về lờ thăm đi là em á hơi về làng à em nhớ làng khó làng ở nghèo nơ đường đi làm ruột làm mà đôi đằng cày ruột à hơi thế à cậu à đi hơi đã xong à rồi chuyện à sang cậu à ca cũng thôi hỏi à em ra ngày à em ơi để cậu à đâu đã un hỏi rằng à rồi chuyện à sang cậu khá cũng rơi hoài thêm vui hồn à hơi cũng à thám cậu là cụ rục à cho đêm khuya thái nhà văng ngon à dâu ra sao anh buồn à cung cậu đi hoài buồn mẹ ơ khám ơ còn vài anh bố cho năng để quay rượu nà hôi anh à cứ bố à phơi anh à ơi đỡ un đón à đôi câu à lời anh ơ xa điều gặp nà ơn hỏi buồn mẹ ơ khám ơ hiền à đây ở quê ở lê như hà ruồn à ơi thế đôi à ơ dùng xa bằng à chứ là đều à chứ đến à bố mẹ nhà đi nhà hôm đỡ bố buồn sang à rồi nỡ giàn à sang cậu nửa buồn à rồi hoài tìm buồn à thôi buồn à tham qua lò mày à găng à thầm à con dính à lăng đại nhà măng cầu đi hỏi un màng vải chăng đường yên bộ un tỏ thương đều nghe với hồn à hơi thì à em nhớ cứ bỏ rồi anh à hơi được đón để đùa em họ bố buồn lại ra hành nữa buồn mẹ dình con à một nữa một nhà là con chạy rồi buồn à ơi em à cả nữa thì còn gia đình nhớ còn à em bọc cho mình à hẹn con à chuyên nguyện à rồi hồn à ơi để à là có thật chẳng à chẳng đỡ biết à khá biết à đang theo anh đi dò anh ơi nhà con anh hôm xưa
châu rành nhất lang hỏi thăm bỏ chẳng nhân chẳng răng cái chi rồi ồn hà hươi còn em đang đi hạt vạn nàng ngày ngày bay hạt nàn đưa la dù ý nhà cô ngày cũng hay để là chẳng chẳng đưa ôn biết na kha biết đang đưa đi theo đi dò anh nhị nhà thương anh nói thật nói tham còn đang ban ôn lòng nhà là đi nửa hầu nếu anh nói thật nói ta đưa un chín phép đưa mà bắt tay anh có ăn chẳng chăng thì đùi mình nhá kỳ nhận định dụ công chung đường vào tay đám chặt cho long hà mưu ra hồn hà ơi nói lời phải nhớ lẽ đời chờ như con bươm mà đầu rồi ba là đi cũng hay anh ơi nói răng nỡ như lên đón cột ra anh nhớ không sai cũng nói đôi thật là thương nhau cũng hề buồn hay buồn là con gái rồi ở chàng anh thương phải nói thật nói tha cho em cũng hề anh bữa ngày nhớ anh đi hạt mạn đi hòn chẳng ngày đẹp tình như long un già rồn hơi cũng là con gái hơi ở chàng un chưa có đun có nhà thì đùa em nhớ mẫn hùn dụng lòng đường ăn dụng bát nửa năm chung nòng rượu ơi bữa ngày bố mẹ trình ra ủng chăng có đun có nhà thì đưa em cho mắt hùn chữ riêng ông cũng bàn nữa giờ đầu chưa có đun có nhà mình nhậu rồi hùn ơi hùn là con gái rồi ơi hùn đi xa ca xa đà từ đây em bên bàn dụ em chẳng chẳng phải đi một rùa một nhà mê một nhà thần đàn nó hồn hương bác cứ ứa thì xong đi nó đuổi người dân nữ đi hát với bác mì hát một tập về đất anh nào để một tập cứ trao cái đi trao chơi xong biết chứ chơi phải ôn ơi hoài tiệc vậy dưới đường cho
hỏi hiệp ùn rơi ma thủi vườn ơi có ba ùn hỏi xong rơi hư câu từ đang đền em tôi bùa cho cũng hay anh ơi thế ùn ơi gỡ ra hỏi vậy rồi đường em chấp nhận em nhớ đôi bố cho với hồn mà hơi hồn là tham vươn chuối khá câu hoa vươn là câu khá được ngày thì ai chăm chưa rõ em nhớ hơi câu niệm nỡ hoay vừa gồm ở bàm ở vài chăng em buồn nan thương em cô ngày hôm nay thế à la cứ bồ ra em hơi đưa đón đời câu lời của em đã nên đàn em nhỏ bọc trong mình nhà ở dòng ơi nhận chưa có vừa chị ba ở nọ rồi mà thôi nếu mà chưa có vừa ba đưa uống chín nhẹ nhàng cho nữa có hương gì à ban ơi ngàn ban mẫn ôn là ba đầu tiên là rồi hồn mà thôi vừa con nay nghe để ở nhà hôm nay chín là về bà đưa là lo mình đình nhà thuốc ngỡ mẫn hồn nàng chỗ là ớ tròn nữ ngày mày hạt nó dùng thì nhà ba cho yên cô là hồn hồi thế là ông thầy mang mưa đi ở đây mưa ngày đi ùn là ơi chấp nhận rằng chưa nỡ đùm là em về bố bố mẹ ở nhà phải lo ra giờ ùn hôi dù cho em có đàn ba thì ùn xin phép ùn mà ôi khởi nhà em cũng hề em ơi nhị nhà chuông nó chỉ vừa rằng thương nó còn nặng mong ôn riêng nhà đường yêu đi à rồi niềm ôn hà hơi cậu hòa tư hơi đã xong rồi cậu hòa rằng đón đôi anh tôi qua cho ra anh ơi vì cầu ra hỏi vài lần hôi đường em bố hít cho nắng coi chuồng với hồn là hôi kìa anh mà ta ảo lặng tình hỏi thăm anh đi là vui vẫn là chị anh ngủ là con để đưa em cho bố buồn đã anh như trò chuột
chữ có mà cưới xin in cô ngày un hay sâu à chốt bố bề trình ra đưa ghé gọi đi mà trên em tôi mời em tiền là cơm nó với đạc rậu à mùi ở thiền à em chính thức là vui văn chung vừa hồn à ơi xiếp à thế à em tên à sụt lầm mát lời ở trên à em chính thức là vui văn chung có phải chăng ở chăng tên à chung đã có nghĩa hội năng ở nhau chùa em biểu dồn nhà năng đi chùi quê un hành nếu em xin gọi là chung cho un xin là phép đồ là xin là chung có an chung chăng về thì ai an đã năng chung trên chung tình chung lòng mân nhau rơi hồn hà tươi thế à em cô đàn ba đưa chín phép đô la vừa hà cũng hay em chung nhìn nhà chung chẳng cho mọi người